Korean. Thì hôm nay như các bạn thấy, sau em Satria, Na sẽ cập nhật giá của em Rider cho các bạn ha. Lâu lâu hơi bị liều miệng tí, phải nhìn lại để xem thử đây là xe gì các bạn ạ. Thì trước khi cập nhật giá của dòng xe Rider thì Na sẽ thông tin về địa chỉ cửa hàng cho các bạn luôn ha. Cửa hàng xe máy An Thành Phát nằm tại quốc lộ 13, khu phố 6, phường Thới Hòa, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương. Anh em nào có nhu cầu mua xe cứ liên hệ cho Na theo số 0325333789 ha. Hiện tại Rider có lên giá nữa các bạn. Đó, thì theo đổ xô thì dòng xe Rider hiện tại có giá là 52 triệu đã bao gồm thuế VAT ha. Na báo giá là báo giá đã bao VAT cho các bạn, cho nên các bạn yên tâm, biển số nơi nào mình cộng thêm cái chi phí biển số nơi đó nữa là ok rồi. Chứ không phải như nhiều nơi mình báo giá 49, 47 gì đó rồi lên cộng tùm lum tà la lên nữa là rất mất công mình ha. Và đối với dòng Rider thì các bạn chịu khó trả cho mình, hiện tại các bạn trả trước cho mình tầm 3 triệu trở lên ha, để cửa hàng dễ làm hồ sơ hơn các bạn ha. Đó. Và đó là đối với màu zin nguyên bản, còn màu 3D ấy, thì các bạn chịu khó cộng thêm cái tiền đồ nữa ha. Các bạn mà liên hệ cho Na theo số 0325333789 các bạn sẽ được hỗ trợ từ 500 cho tới 1 triệu tiền xăng xe đi lại. Ngoài ra thì các bạn lên phụ kiện á thì các bạn có thể được hỗ trợ từ 40 đến 50% giá phụ kiện. Các bạn còn được tặng nón, áo, nhớt cũng như là nhiều phần quà khác có hấp dẫn khác ha. Như các bạn thấy thì dòng xe này cũng như ba dòng xe khác đã làm thủ tục mua góp thì các bạn phải đủ 18 tuổi trở lên, có chứng minh hoặc căn cước. Ngoài cái chứng minh hoặc căn cước, các bạn có thể cầm kèm theo hộ khẩu hoặc bằng lái xe. Nếu không có hộ khẩu hoặc bằng lái thì các bạn có thể thay thế bằng cái cà vẹt xe chính chủ hoặc bảo hiểm y tế do công ty cấp ha. Đó rồi, thì bạn nào á có điều kiện các bạn trả trước cho mình từ 40% trở lên, mình lấy xe gốc mình đi về nó an tâm hơn ha, lãi suất nó cũng siêu ưu đãi. Rồi thì bên cạnh các bạn đây, các bạn đã thấy là hai chiếc màu xanh bạc, đỏ bạc, màu zin ha. Thì hai bảng màu này là hai màu zin nhưng mà được bán rất là chạy hàng tại cửa hàng xe máy An Thành Phát. Thì đây là một dòng xe hiện tại cạnh tranh với Satria cũng như là Sonic. Thì nhìn chung thì các bạn có thể thấy là nó với lại Satria nó không khác gì cả, nhưng mà nó khác đây là dòng xe của Suzuki chính hãng, các bạn sẽ được bảo hành toàn quốc tại các đại lý Suzuki luôn. Em này là màu bạc đỏ, thì màu bạc thì nó kết hợp với màu gì nó cũng sang trọng và nó cũng đẹp hết các bạn ạ. Và nhìn cơ bản á, thì nhìn các bạn cũng có thể thấy là nó không có khác cái gì so với Satria đó ha các bạn ha. Bên này màu bạc Suzuki Rider 150 ha. Đó, nó là dòng xe 6 số này các bạn ạ. Tem Suzuki là xe zin thì tem Suzuki sẽ chạy dọc theo cái sườn xe luôn ha các bạn ha. Tem Rider đó, in đây này, dán đây này ha. Bánh mâm là màu đỏ luôn đó, nó kết hợp, nó nhìn nó rất đơn giản thôi nhưng mà nó rất là đẹp mắt, đi nó không bị lỗi. Cái màu này mình cam đoan các bạn đi không bị lỗi ha các bạn ha. Đối với dòng xe Rider này thì cửa hàng có độ xi nhan lại cho mình rồi ha, tại vì đối với dòng xe Rider thì nó sẽ có hai cái tay ra như thế này, nhưng mà cửa hàng độ lại để cho nó giống với con Satria nhập khẩu đó các bạn. Bên này cũng tương tự màu xanh, màu xanh bạc, thì chiếc này thì cửa hàng cũng có độ lại cái xi nhan cũng như là thêm cái cản này giống cái xe Satria nhập ha các bạn ha. Đó thì nó độ lại rồi, màu bạc. Và cái bánh á, bánh mâm á thì nó có đi một cái chỉ màu dạ quang như vậy, thì nhìn nó rất là đơn giản thôi nhưng mà nếu mà các anh thợ anh kỹ thuật lên thì nó rất là khó để mà nó chỉnh chu như vậy đó các bạn ạ. Tem thì cũng tương tự, trên màu xanh thì nó dán tem cái chữ Suzuki chạy dập lên như thế này luôn ha. Đó, hai màu này là hai màu các bạn đi không bao giờ bị lỗi. Ngoài hai cái màu zin này ra thì cửa hàng còn đổ lên rất là nhiều em màu khác như đỏ candy nè, màu xanh lục bảo này, hoặc là những màu vàng này, hoặc là màu Rexon, cửa hàng đều đầy đủ. Nhưng mà bên cạnh đây để Na giới thiệu cái màu gọi là cái màu và màu zin cơ bản để các bạn dễ nhìn. Các bạn muốn lên màu gì thì nó đơn giản thôi, tại vì các bạn thích cái mẫu nào các bạn cứ gửi hình qua cho Na, cửa hàng sẽ lên màu. Thì chỉ còn 2 ngày thôi là các bạn có thể lên được xe rồi. Các bạn mua được xe, các bạn có thể là chạy xe về 2 ngày sau các bạn lên ráp màu cũng được, hoặc là các bạn để xe lại 2 ngày sau các bạn lên lấy cái xe như cái màu ý muốn của các bạn cũng được. Các bạn yên tâm là màu sắc thì cửa hàng sẽ hỗ trợ lên cà vẹt luôn, cho nên là mình không sợ khi mà ra đường mấy anh áo hạp áo vàng gọi là hỏi thăm ha các bạn ha. Đó, bạn nào mong muốn biết thêm chi tiết về những dòng xe nào, hoặc là muốn review thêm về những dòng xe nào nữa, các bạn cứ nhấc máy lên alo cho Na, hoặc là đã kết bạn Zalo các bạn cứ nhắn tin thẳng để mà Na rảnh rỗi Na check tin nhắn thì Na trả lời liền cho các bạn luôn ha. Cảm ơn các bạn trong thời gian qua đã ủng hộ cửa hàng xe máy An Thành Phát.
kính chúc quý khách hàng tại cửa hàng xe máy Anh Phát có một sức khỏe dồi dào cũng như là vạn dặm bình an. Xin chào và hẹn gặp lại.